Cơ sở đồ gỗ Tú Vám xin kính chào khách nhé. Hiện tại là buổi chiều ngày 14 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây, chúng tôi đã rất hân hạnh được đón anh khách hàng tại Hạ Hoàng Phú Thọ. Hôm nay thì anh đã xuống kỹ duyệt phần mộc của bộ bàn ghế trước là anh đã đặt chúng tôi rồi. Đây là bộ bàn ghế tần thể hoa tay 14 ở chất liệu gỗ gõ đỏ. Anh đặt chúng tôi bộ bàn ghế này cũng một thời gian khá là lâu rồi. Anh đặt chúng tôi là bàn đục thuận buồm hay gió. Nhưng mà đây bộ này tay 14 và bao gồm 6 món. Đó, thì trước màn hình có thể là khách ở tại Hạ Hòa Phú Thọ nhé. Mọi người có nhu cầu đặt hàng liên hệ với xưởng của Vũ Thủy Tám số điện thoại là 0987 51086 cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc Cà Phê Phú Thọ. Video thì đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất chúng tôi. Đây là anh khách hàng này. Ok, xin chào mọi người nhé.